Dạ vâng, em xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn bộ những vị khán giả đang theo dõi video bên em nhé. Và em xin tiếp tục trở lại với lô hàng giải mã của bên em. Đấy thì hôm qua mấy hôm nay thì em luôn luôn đăng tải cho mọi người những cái cục giải mã mà khách hàng gọi điện liên tục để hỏi. Thì mặc dù là nhà em quay lên cho mọi người từ lâu nay cũng khá là nhiều video rồi, nhưng mà mọi người biết rồi đấy, những cái mã đấy nhà em thì chỉ có nhiều nhất là ba, tức là ba mặt mặt hàng, là mã của sản phẩm nhiều nhất chỉ có 3 chiếc thôi đấy, nên các anh yêu ai gọi điện thì được cái là cứ quay đến con nào thì cũng hết con đấy. Thế nên là mọi người ai đang có nhu cầu mua giải mã này, nếu như mình cảm thấy là cái con giải mã em giới thiệu đến mọi người nó đang phù hợp với cái nhu cầu mình muốn này, tức là đời giải mã nó cao, giá tiền nó vừa phải này, hình thức nó ok, thì mọi người gọi điện luôn cho bên em nhá, để tránh trường hợp là khi mình lúc sau mình xem lại ấy, thì cái giải mã đấy nhà mình cũng, của bên em đã hết rồi, thì mọi người sẽ bỏ lỡ cái cơ hội mua giải mã. Mặc dù là bây giờ thì hàng nó cũng về chậm 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 đấy, nhưng mà để mà mua được những cái giải mã tức là nó ưng ý như thế này thì thật sự là khá là hiếm nhá. Đây mọi người thấy không, hàng bãi nhưng mà hình thức của cục rất là ok luôn này. Đấy mọi người thấy không, nó quan trọng nhất là nó giữ được cái form, bởi vì rất nhiều em giải mã về nó đã bị rất chi là lồi lõm, gọi là trầy xước rất là nhiều, nhìn nó rất là xấu luôn, kể cả từ mặt mũi hay đến phần lưng cũng như vậy nhá. Này mọi người thấy không, này đấy. Đây, ở đây hôm nay em muốn giới thiệu đến mọi người một cục giải mã của Đến Đông, có mã là MA3 nhé. Đây ở đây là mặt phay nhôm, mọi người nhìn không, rất là sáng bóng luôn này. Phay nhôm liền này, cũng như là mặt mũi nó đẹp, không bị trầy xước gì cả. Đấy, thấy mọi người thấy không. Đấy, cái đề nông này thì nó đời nó cao cấp hơn một chút này, nó cho mình cái chất âm hay hơn một chút nhá. Và đặc biệt thì ở đề nông này nó cũng có một cái nút tông tone đen như này, để mọi người có thể điều chỉnh bass chép dễ dàng trên bàn máy luôn. Mình có thể tiết kiệm được một khoản để mình không phải mua khiển nữa, giống như các dòng khác. Đây hình thức của cục đây này. Đấy. Sau đây em sẽ đi chi tiết hơn về cục giải mã đề nông MA3 này nhé. Ở đây thì sử dụng điện 100V này với công suất là 55W. Cục này thì được sản xuất tại nước thứ ba nhé mọi người nhé. Đây, để rắc kết nối với cả loa này. Ngoài ra thì mọi người có thể gắn anten để nghe đài FM AM luôn. Như em thấy thì trẻ như bọn em hay là các anh thì ít khi nghe lắm, nhưng mà các bà hay là ông bà nhà mình hay bố mẹ thường rất thích nghe bản tin buổi tối. Đấy, thì có những cái đài như có cái này thì nó tiện hơn, nó rất là tiện tiện hơn khá nhiều, là khi việc ông bà thích nghe đài, thích nghe bản tin đêm mà mình lại phải tốn thêm một khoản để mua thêm một cái đài nữa. Đấy. Rất là kinh tế đúng không ạ? Ở đây rất nhiều cổng kết nối để mọi người thể kết nối với cả điện thoại cũng như là các thiết bị âm thanh khác nhau. Đầu vào thì mọi người có thể kết nối điện thoại, máy tính, còn đầu ra các anh có thể gắn với cả âm ly nhá. Đây, in này, out này, in này, out này. Đấy. Ở đây thì có tận hai cổng quang là một cổng in và một cổng out. Cổng in để mọi người ghép nối với cả trực tiếp từ cổng quang từ tivi xuống, còn cổng out thì để ghép nối với các thiết bị khác nhá. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái chức năng là USB sao cảm. Đấy, thì cái USB sao cạc này rất là tiện lợi cho các anh khi mọi người làm việc trên máy tính, là mình có thể cắm trực tiếp ra đây để mình có thể giải tiếng này, hoặc là làm các chức năng khác nhau tùy thuộc vào mục đích nhu cầu sử dụng của mình nhá. Và em xin bật mí là cái phần USB sao cạc này nó làm cho mình cái chất âm hay hơn rất là nhiều đấy ạ. Đấy. Thì trong các dòng đề nông thì MA3 này được coi là một dòng cũng rất là cao cấp, cũng như là bán là rất là khá là nhiều, được các anh hỏi rất nhiều từ bộ dàn hay đến cục giải mã, bởi vì nó cho mình cái chất lượng âm thanh cực kỳ hay, cực kỳ chi tiết. Và hơn nữa thì nó là một dòng cao cấp có USB sao cạc rất là tiện lợi luôn. Và mọi người biết rồi đấy, nó lại cũng là một dòng có chỉnh bass chép luôn. Bass chép thì đôi khi những cái đôi loa nhà mình thì mọi người biết không phải ai cũng có sẵn một cái dàn âm thanh sẵn ở nhà rồi. Đôi khi mình chỉ có tivi và mình muốn cái cục giải mã này và mình ghép thêm đôi loa mình sẵn có, hoặc mua thêm đôi loa, thì cái việc có chỉnh bát tép như này rất là tiện lợi để mình dễ dàng chỉnh được tăng bát tăng tép tùy thuộc vào mình muốn nghe nhiều bát hay nhiều tép nhá. Đấy, sau đây thì em sẽ đấu thử luôn cho mọi người để test chức năng luôn nhá, mọi người đợi em một xíu nhá. Vâng, đây thì em đã cho CD vào đây nhá mọi người nhá. Đây, trên màn hình LED hiển thị CD này. Đấy, thì mọi người lưu ý giúp em là khi chọn đĩa thì mình chọn đĩa có chất lượng một chút, để cái mắt này của mình được hoạt động tốt nhất nhá. Còn nếu mọi người chọn đĩa có chất lượng kém quá thì lâu ngày cái mắt này cũng sẽ dẫn đến là bị hỏng, như kiểu nó phải gồng mình để đọc những cái đĩa kém ấy, thì lâu ngày nó sẽ bị quá tải, quá sức. Đấy. Cũng có lúc em giận cuộc đời. Đấy, next bài thì ở đây nhá. Đấy.
vẫn từng đợi anh như hoa từng đợi nắng. Đấy, CD hoạt động ok nhá. Sau đây thì em sẽ chuyển sang test cổng quang cho mọi người này. Đấy thì đằng sau lúc em quay là có hai cổng, là một cổng in và một cổng out, thì mọi người chú ý cắm đúng cổng in giúp em nhá. Còn cắm cổng out thì nó sẽ không ra tiếng nữa. Sau khi cắm xong rồi thì mọi người sẽ trở về mặt đằng trước của cái nút like này. Mọi người chuyển sang cho em chế độ OPT nhé. Đây, OPT như này. Đấy. Đấy, đây đang chạy quang nhá. Đấy. Nút tông ở đây. Đây mọi người tông này. Đấy, bát đây, tăng bát đây. Đấy. Tăng tép này. Đấy. Đấy, tiếng tép lên rõ hẳn luôn nhá. Đấy. Đấy, thật sự thì với những cục giải mã như thế này thì ban đầu mọi người sẽ nghĩ rằng là bây giờ bỏ ra số tiền hơn 2 triệu nghe thì có vẻ là nó khá là đắt đỏ so với cái việc là mọi người mua những cái hộp, em thấy các anh bảo là, hay là em cũng chưa nhìn thấy bao giờ đâu, bảo là hộp bao diêm ấy. Nhưng mà khi về lâu về dài thì cái này nó vẫn giữ được phong độ của nó. Nó tức là đi từ đời này qua đời khác, tức là từ năm này qua năm khác, nó vẫn hoạt động tốt, hoạt động êm cho mọi người nhá. Còn cái hộp kia thì nó chỉ được một thời gian thôi. Đây là em nghe các anh bảo như vậy thì em cũng chỉ nói lại như thế thôi. Còn tất nhiên là quan trọng nhất vẫn là các anh sử dụng, các anh cảm nhận, đấy, các anh trải nghiệm. Chứ em thì có thể là em bán hàng thì em nói như thế thì các anh có thể là các anh không tin đúng không ạ? Đấy, quan trọng nhất là vẫn là các anh nhá. Đấy, em chỉ muốn giới thiệu đến mọi người những sản phẩm tốt này, chất lượng ok này, đấy, giá thành làm sao đưa đến cho mọi người hợp lý nhất nhá. Đấy. Thật sự thì cái cục giải mã đèn nông này thì ai mà biết, ai mà muốn đầu tư thì thật sự thì không thể nào mà bỏ qua được, bởi vì cái chất âm của nó cực kỳ hay và sang này, lại nhiều công dụng nữa. Có bát tép như thế này, thông thường thì với một cục giải mã bình thường thì các anh mua là rơi vào 1.7 triệu, 1.8 triệu đúng không, nhưng mọi người mua thêm khiển 400-500 nữa cộng vào nó cũng đã hơn 2 triệu rồi. Mà đây thì nó lại tích hợp ngay trên mặt máy, thì đôi khi mình ra mình thay đĩa hay mình chỉnh luôn, nó rất là tiện lợi. Đấy, thì em xin báo giá luôn cho cái cục giải mã đèn nông MA3 này nhá. Cục giải mã đèn nông MA3 em xin nhắc lại là sẽ chạy bao cho người chạy CD này, nghe nhạc qua điện thoại máy tính này, cổng quang này. Đấy, công suất của cục là 55W. Đó, có cả chỉnh bát tép trên mặt máy nhá. Cục này thì giá của nó là 2.250.000 nhá mọi người nhá. Đấy. Đấy. Mọi chi tiết thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0966 594 581 ạ. Địa chỉ cửa hàng em thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội các anh nhá. Đấy. Bên em thì quay lên cho mọi người thôi, còn mã này hình như nhà em là chỉ còn chiếc này mới thêm một chiếc nữa vừa mới về, chưa kiểm tra. Đấy, thế nên là cũng chỉ có hai sản phẩm thôi. Nếu anh nào mà đang có nhu cầu thì gọi cho bên em nhé. Còn nếu mà để đợi hàng nữa thì cũng khá là lâu, bởi vì bên em đặt hàng rồi nhưng mà hiện tại nó lại đang tắc nghẽn ở bên kia nên nó chưa về được. Đấy, nên anh nào muốn mua có nhu cầu thì gọi cho em nhé. Dạ vâng, em xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và bớt chút thời gian quý báu của mình để xem video của bên em nhé. Kính chúc cả anh và gia đình có một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc ạ. Dạ vâng, em xin chào và hẹn gặp lại ạ.